thì cách tốt nhất á là mình để cho chi nó mọc tùm trước. Một cái chi có khả năng mà uốn được á là một cái chi khi nó mọc ra thì nó sẽ có những cái thân của nó sẽ là xanh non như vậy nè. Thì khi khi nó còn xanh non như vậy là chúng ta chưa có uốn được, phải đợi nó hơi bị sẫm màu một chút á, không cần biết độ lớn, dù cho nó có nhỏ như vậy nhưng mà nó sẫm màu mình cũng có thể uốn được. Nhưng mà một số trường hợp cái đó là thường xuyên thôi, nhưng mà một số trường hợp á thì mình phải uống từ từ cái ngọn xanh thì uống nó mới không gãy. Ví dụ như là cái sam núi, cái sam núi nó mọc ra thường nó vươn ra dữ lắm, nó vươn dài ra và nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó xanh lè. Nếu chúng ta mà đợi mà nó thấm màu xuống á, uống một cái là nghe nghe vui lắm, rắc 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 đó. Thì riêng đối với cái sam núi á, thì phải uống từ cái ngọn xanh vậy, nó còn cái màu xanh là phải uống rồi. Còn các loại khác thì mình cứ đợi thấm màu xuống rồi mình uống. Đó là cách, đó là khi là cái chi đó là mình có thể mình uống được rồi. Bắt đầu về một cái cây tổng thể, khi mình chọn một cái cây á, mình phải đầu tiên mình phải xác định cái mặt tiền của cây đó là cây nào đã. Bây giờ không biết cây này nó như thế nào, trong trường hợp cây này thì đúng là nó không có rõ ràng, là cây này thật ra mình lấy hai mặt tiền được, nhưng mà cái ưu tiên bao giờ cũng phải chọn, nguyên tắc chọn mặt tiền đó là cái co, cái một cái cây nó sẽ có cái co như này nè. Thì cái nào là cái phần mà đưa lưng đưa cong ra ngoài á thì gọi là cái lưng, thì cái lưng bao giờ cũng phải đưa ra mặt sau á, dù cái mặt đó là mặt đế nó đẹp, gọi là cái bụng. Đây là cái lưng, thì cái đầu tiên bên đây nè là cái lưng, nó là bao giờ phải ra sau á. Bây giờ không cần biết cái lưng này bên đây đế thì nhiều, bên đây không có cộng nào nữa, nhưng mà cũng phải lấy bên đây, tại vì cho dù mình lấy mặt đây đế đẹp mai mốt nhìn á, chơi nhà làm sao đó, mang cho bạn bè hay là mang cho sếp cũng không sao hết, sếp đâu biết gì đâu đó. Nhưng mà đi thi nghĩa là bị coi như đánh rớt, người ta không cần nhìn chi, lấy mặt tiền sai là rớt. Thì trong trường hợp cây này thì đó, mọi người nhìn nè, bây giờ đang chọn mặt, cái đầu tiên là cái người người này người ta biết trồng trước rồi, người ta đã chọn sẵn rồi, có nghĩa là ở hai cái mặt dài của cái chậu á, đối với chậu vuông thì mình có thể xoay hoặc là tròn, mình có thể chọn được nhiều mặt, nhưng mà lại này là người trồng này người ta đã biết rồi, ta để vậy này. Thì thật ra cây này á, hai mặt nó như nhau á, nó không có lưng, cái này không có lưng mà không có bụng luôn, cái này phẳng lì nè. Nhưng mà mình phải chọn là cái nào tối ưu nhất. Ở đây nó cũng hơi gồ lên chút, anh em nhìn thấy cái mặt này nè, nó hơi gồ lên, thì cái lưng đầu tiên bao giờ phải quay ra sau. Nhưng mà mình có cái may mắn này là cái mặt, cái bộ đế này nè, quá đẹp. Đế này thường mình gọi là đế 24 giờ, đồng hồ mình nó có 24 giờ thôi, đồng hồ mình cũng 12 số thôi, nhưng mà cái này tới chỗ này nó hơi u chút, chọn quyết định chọn mặt này mặt lưng. Thì cái đó, cây này cao cái thôi mình lấy hết từ dưới này chọn lên đánh thành, cũng hiểu hiểu là bonsai là đánh thành một cái dù. Dù này là dù anh em thích một cái dù bằng hoặc là dù lệch gì đó, nhưng mà chọn hết. Còn những phần dương nào mà có thì mình không chọn chi được, cái này là do kinh nghiệm thôi. Thì do đó bây giờ đầu tiên mình phải cắt bỏ những chi nào không cần thiết đã. Đầu tiên là những chi mình thấy nó mọc âm nè, chỗ này nó cong cong vậy nè, cắt bỏ nè. Phần này cũng mọc cong cong nè, chứ nó không nằm ở phần dương, cắt bỏ nè. Phần này nói chung là những cái dưới này mình phải cắt bỏ hết nè, những nào phần âm á mình cắt bỏ hết. Hoặc những cái chi nào á nghi ngờ, có tại vì nãy vô ngay cái vườn ngoài này gọi ba ông thanh niên hỏi anh Vinh đó, không biết biết à, chạy xuống cà phê bên trái quán ăn có một cô gái đang ngồi đó hỏi anh Vinh, nói anh Vinh mập mập nói giọng Bắc không đúng đi, hay là hay à. Không biết chắc cô đó để ý thầm mình chứ không phải mình không có để ý cô đó, chắc cô đó để ý thầm mình. Thế thì mình để lại, thì đây là sơ bộ là mình chọn như vậy. Thoáng đãng nó thoáng đãng, nhưng mà bây giờ mặc dù á cây này nó cao, cái khó của mình bây giờ là làm sao cho cây này phải ra được một cái tổng thể kính. Cái tàn này á, mai mốt nó phải làm sao mà ra được phải là nguyên cái tàn dù á, phải dày. Một cái cây bonsai đẹp là cây bonsai là như thế nào, là cái tàn của nó nhìn rất là dày nhưng mà nhìn phải là thưa. Đó, thí dụ như chi trong chi, còn lớp trong tầng á, là từng trong một cái chi, trong một nhánh lại có nhiều tầng tầng tầng
chứ không phải là gồm hai nhánh mà nó đuổi nhau. Thì cái đẹp của cái phong cách bây giờ mà bây giờ hay về sau á thì chắc chắn là người ta sẽ để cả mai cổ. Nhiều anh em hỏi mình là cái cây mai này cắt như thế nào, mình chỉ nói là có nhiều tay pin là hết, để làm gì để chơi bông. Cái mai vàng đâu anh em, để trong cái chương trình, trong mấy cái mà hay nói là nhờ mình tạo dáng, không bao giờ mình tạo dáng cái mai vàng. Còn nếu mà anh em nào thích mà tạo dáng mai vàng như buôn sạch mà đi triển lãm ở Tây Lan, đẹp ghê. Cái đó là lớp trong tầng luôn, cái đó là của anh Thuật Thống Nước. Anh đó là một anh cũng là thức thời lắm, dám mua một cây về. Đó, thì mình trở lại cái cây này. Bây giờ về những cái cây này sau khi mình đã chọn xong á, thì bây giờ có những cái chi không cần thiết nữa mình phải xác định lại. Cây này á, là cây hai thân. Có một số anh em á, cây hai thân hay là cây đa thân, ba trở lên mới gọi là đa, hai mới gọi